cái anh em HP này anh em, đây HP 4 piston 30 ly này. Tay inox này anh em, thì giá là 2.8 bao vận chuyển nha anh em. Bây giờ tất cả anh em đến với nông Quang Thái nông cơ nha anh em. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review cho anh em mình đầu xịt Amatool nha anh em. Đây anh em. Đây thì nó có những cái dòng cơ bản của Amatool là một HP này anh em. Hồi trong, hồi ngồi anh em ha. Đây là hồi ngồi này đỡ phun thuốc này. Hồi trong này đỡ rửa xe này anh em. Đấy, đây là một HP ha, hai dòng ha. Hai HP thì cũng có hồi trong này là rửa xe này, hồi ngồi đỡ phun thuốc này anh em, hồi ngồi phun thuốc ha. Còn cái này thì 5 HP anh em ha. Thì đặc biệt dòng Amatool nó thì nó có ti thép và ti sứ nha anh em, ceramic ha. Thì Quang Thái vừa qua chi tiết cho anh em rồi, chập nữa Quang Thái báo giá cho anh em luôn anh em ha. Đây anh em, thì Thái cũng nhập hàng Amatool cũng khá nhiều hả, đầu xịt này anh em, Amatool ha. Đây là một HP hồi ngồi nha anh em, cái này hồi ngồi anh em. Thì nước vào này anh em, nước ra có 2 van 14 ha, và đường hồi này, hồi ngồi này anh em ha, hồi ngồi nó hồi về ha. Đây là tăng áp này nè, tăng áp mở áp và giảm áp ha. Đây là một HP lưu lượng là áp cho phép này, bền này là 20 cho tới 45 kg ha. Lưu lượng nước là 14 cho tới 26 lít trên phút anh em ha. Vòng tua cho phép là 1000 tới 1200 anh em. Sức kéo là 1,5 kg cho đến 2 kg anh em. Động cơ kéo của con máy này anh em. Thì cái này là cái hồi, cái này là hồi hồi trong anh em. Thay vì cái này hồi ngồi thì đỡ mình phun thuốc á, thì hồi trong đã rửa xe rất gọn gàng, dây rất gọn gàng anh em ha. Đây là nước vào, 2 van nước ra, bầu hơi, áp cho phép là 60 kg nha anh em, áp cho phép 60 kg. Đây, tăng áp giảm áp này anh em. Thì thông số này một ngựa thì cũng giống như cái hồi hồi ngồi kia ha. Còn đây là hai ngựa cũng có hồi ngồi này, hồi trong này anh em ha, hồi ngồi này anh em ha. Thì áp này nó cho phép tới 80 kg nha anh em. Nếu mà cái động cơ kéo của mình nó lớn thì nó cho phép tới 80 kg này, nhưng mà mình dùng 60-70 kg là ok rồi anh em ha. Có đồng hồ này, này tăng áp này, lâu 2 này, lâu là nhẹ này, đấy 2 là lớn này, bầu hơi ha. Cái dòng của Amat anh em, Amatool ha, thì nó có tới 3 đường re luôn, 2 van 14 và 1 van 22. Rồi mình dùng súng này, dùng súng cao áp á anh em ha. Đây là nước vào, là 3 đường nước ra ha. Còn cái này là hồi ngồi này anh em, hồi ngồi này thì hút vào này, hồi về này thì áp nó cũng 80 kg ha. Cái là cầm tăng áp giảm áp ha, bầu hơi anh em ha. Còn cái này con Thái quay thông số của máy này. Cái này áp nó mà là 20 kg tới 45 kg luôn ha. Lượng nước nó là 30 lít cho tới 43 lít trên phút ha. Dòng tua thì 1000. Động cơ kéo nè, động cơ kéo thì 2,2 tới 3 kg anh em ha. Còn đây là cái dòng khủng nhất nè, khủng nhất của Amatool nè. Cái dòng này á là nó tới 4 piston anh em. Anh Thái quay dưới này cho anh em thấy ha. 4 piston 30 ly ha. Dưới này nè anh em, nó có 4 piston ha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 piston. Hút vào này. Cái này là hồi ngồi nha anh em. Dùng cho anh em mình dùng điện 3 phe mới kéo nổi cái này anh em. Dùng điện 3 phe mới nói. Động cơ kéo mà cái máy này á, để mà ổn định á là tới 7 kg ha. 7 kg, 5,5 kg cho tới 7 kg mới kéo nổi cái này. 4 piston 30 ly. Thì trên này nó có nấm che mẹ mở bò này anh em thấy 4 piston không? Này, 4 cái nấm này ha. Piston 30 ly, 4 piston, 1 2 3 4. Dòng này dùng cho anh em mình rửa chuồng trại mình lớn anh em. Rửa tàu biển rồi. Anh em ha. Cầm tăng áp bầu hơi. Hồi về nước hút này. Này lưu lượng nước lớn lắm anh em. Cái này nó tới lưu lượng nó tới 5 60 lít trên 1 phút anh em ha. Vòng 80 áp nó là tới 50 kg
cho phép là 80 kg, mình dùng ổn định là 50 kg ha, 50-60 kg ha. Thì Quang Thái sẽ báo giá luôn cho anh em từ nhỏ tới lớn ha. Thì bên Quang Thái thì hiện tại đang còn hàng là Amatun một ngựa này, 1,3 triệu bao vận chuyển này, là hồi trong hồi ngồi bằng giá nha anh em, là bê tông thép nha anh em, bê tông thép ha, là gọi là bê tông inox á anh em ha. Đấy, còn đây là hai HB hồi trong hồi ngồi là giá bằng nhau luôn, là giá 1,6 triệu. Đấy, giá 1,6 triệu là bê tông thép á, bê tông inox á, là nó bằng giá đó. Còn bê tông sứ thì đắt hơn nha anh em, ví dụ như bê tông sứ thì 2 HB thì bên Quang Thái đang bán là 2,5 triệu nha anh em. Bê tông sứ là 2,5 triệu, ceramic ha, 2,5 triệu là một con 2 HB bê tông sứ. Còn bê tông thép á, là bê tông thép hoặc bê tông inox á, là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cho 2 HB, còn 1 HB là 1,3 triệu anh em ha. Còn cả 5 HB này á thì giá là 2,8 triệu anh em, giá trên đã bao vận chuyển rồi anh em ha. Anh em lưu ý mà khi anh em mình nhận hàng á, là cái dòng mà hồi hồi trong này anh em, hồi trong thì nó có một dây thôi anh em, một dây nước nó hút vào thôi ha, một dây nước này hút vào thôi hồi trong, bởi vì cái dây hồi là nó đã về trong cái khoang của mình rồi. Còn cái hồi ngồi á, hồi ngồi như thế này, hồi ngồi như như đây anh em ha, là nó có hai cái dây, một dây đỡ mà mình hút đỡ mà nó mình nói vô nó hồi về anh em. Thì hồi ngồi thì nó sẽ có hai dây, và hồi trong thì nó có một dây thôi nha anh em. Đấy, thì hai dây này là chức năng nó là một dây hút vào nè anh em, dây hút vào ha, hút nước vào ha, và một dây hồi về. Đấy, hồi ngồi á thì nó có hai dây, và hồi trong thì nó có một dây thôi. Và bây giờ dây kia là người ta đã chế sản xuất về chế như thế này rồi, thì nó có một dây thôi và kèm theo phụ kiện ha, ví dụ như ốc để dựng u ly này, rồi bộ phốt ha anh em mình. À, sau này mình dùng thời gian mà nó phốt nó có bị hư thì mình thay vô ha anh em ha. À, cái này là bê tông sứ nè anh em, tông sứ là anh em mình nhìn vô nó cũng dễ biết lắm. Đấy, bê tông sứ thì mình nhìn lên đây nó không có cái nấm tre mỡ bò ha. Đó, để mình nhìn vô nè, mình thấy là sứ này, sứ ceramic nè ha, sứ này, bê tông 30 ly. Còn bê tông inox á thì mình nhìn vô sẽ có ba cái nấm tre mỡ bò ha. Trên này cái nấm này nè anh em mình dùng thời gian là thấy thiếu mỡ thì mình bỏ vô ha, còn nó dơ quá thì mình móc ra mình vệ sinh xong mình bỏ mỡ mới vô ha, để nó làm mát cái bê tông mình, nó bền máy hơn anh em ha. Đây trên đây thì nó có những cái dòng ba dòng, một dòng là 1 HB nè, 1 HB nè, 2 HB này, và 5 HB này anh em. Thì clip hôm nay Quang Thái tiếp luận lại để anh em mình biết là Quang Thái báo giá đầu xịt Amatun 1 HB hồi trong hồi ngồi tuy inox là giá là 1,3 triệu bao vận chuyển anh em ha. Đầu 2 HB anh em thì giá là 1,6 triệu, hồi trong hồi ngồi là giá bằng nhau. À, tùy theo nhu cầu anh em mình dùng, là giá của 2 HB là 1,6 triệu bao vận chuyển anh em. Đấy, mình rửa xe thì mình dùng hồi trong cho nó gọn gàng, còn mình phun thuốc thì mình dùng hồi ngồi cho nó đúng cái công năng của nó anh em ha. Rồi 2 HB anh em, 2 HB mà ceramic là bê tông sứ anh em thì giá là 2,5 triệu nha anh em, giá 2,5 triệu. Bê tông sứ là giá 2,5 triệu 2 HB. Bê tông sứ thì nó như thế này anh em, nó không có chỗ mở tre mở bò ha. Trong xứ là giá 2,5 triệu bao vận chuyển. Và cái 5 HB này anh em, 5 HB 40 tông 30 ly này, tuy inox này anh em, thì giá là 2,8 triệu bao vận chuyển nha anh em. Đấy, thì Quang Thái báo giá sơ lược về cái dòng 24 tháng 7 này cho anh em mình tham khảo ha. Anh em mình tham khảo rồi anh em có nhu cầu liên hệ thì có dùng á thì alo Quang Thái hả, để Quang Thái tư vấn tỉ mỉ hơn anh em ha. Thì Quang Thái cũng xin dừng clip tại đây. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em. Chào anh em.